Chào đón các bác đến với đôi loa Panasonic. Nhìn các bác nhìn thấy cảm giác nó hơi tối đúng không ạ? Đây, quay gần cho các bác nhìn này. Đấy. Đây là đôi loa Panasonic, nó được thiết kế với hai con loa súp nhé. Các bác nhìn đây, phía trước súp này. Phía trước súp này. Phía sau súp nữa. Được chưa ạ? Đây. Đấy. À, con này là con Panasonic. Hàng made in Seville là Tây Ban Nha. Đúng rồi, con này là của Tây Ban Nha. Đấy, made in Spain này. À, đôi loa này là 160W một loa, vậy là một đôi là 320W. Trở kháng 6 ohm. Wow, bác ơi. Con Panasonic này không phải lúc nào cũng kiếm được đâu. Con này chắc chắn là đánh bát thì phê rồi. Bởi nó thiết kế hai con bát súp, một bát trước và bát sau nữa. Con này là hai cầu nhá, hai cầu đánh B-Way luôn cho các bác luôn đấy ạ. B-Way đây cho các bác đây. Các nhìn chưa? Đấy. Hai con súp này, phía thùng vách phía sau này. Rất là đẹp luôn. Panasonic model SBAV 501. À, đôi này có mức giá là 6,8 triệu. Đôi này thì chắc chắn này, chắc chắn là hay và phê cho các bác rồi. Bác nào mà thích nghe những dòng nhạc có chất bát ấm mềm thì đây đôi này. Bởi vì là em nó thiết kế hai con loa súp phía trước phía sau này, không có lý do gì mà đấy chất bát không mềm không hay cả. Đấy. Bát của nó em quay gần bát cho bác xem. Bát tích quỳnh vuốt phơ bên đây nữa đấy, còn trên này là con chung này và một con tép đo. Mặt trước được thiết kế tất cả đây, đây là đều nỉ nhung. Đây là lớp nỉ nhung hết các bác nhé, lớp nỉ nhung. Các chốt này là chốt bằng thép. Chốt thép hết. Bằng nỉ nhung hết ạ. Em chả biết đúc cái gì trong này mà nặng thế. À, cái chiều sâu của loa này này, cả tính cả cái căng nhé. Nó tầm khoảng 38 chiều sâu, gần 40 luôn. Chiều ngang tầm 22. Chiều cao thế này, 1, 2, 3, 4, chiều cao 80. Với những đôi loa mà cho chất âm, chất bát hay, mềm thì đây, đây là đôi loa cho các bác. Lựa chọn, sự lựa chọn cho các bác. Đằng trước hai con súp vuốt, đằng sau hai con súp nữa. Đẹp chưa ạ? Quá đẹp cho các bác luôn. Quá đẹp cho các bác ạ. Sáu triệu tám ạ. Tiền nào của đấy thôi bác ơi. Các bác cứ tham khảo đi. À, đến lúc em tuấn test cho các bác thì các bác phê rồi. Nó đến lúc được nghe phê rồi khi sang tên của người khác mất rồi. Không phải đâu. Các bác cứ tham khảo đi, bởi vì là những dòng loa này hoặc là những dòng loa được thiết kế với hai con súp như thế này thì các bác phải biết rồi. Không phải là tự nhiên người ta sinh ra hai con súp rồi người ta bỏ thừa đấy. Đấy, được chưa ạ? Không phải là một đằng trước một con mà đằng sau một con người ta làm thừa đấy đâu. Bác nào là tín đồ nghe nhạc thích chất bát ấm mềm mạnh, đây ạ, em nói đây, 6,8 triệu đôi này ạ. Em nói tất cả đều là màu đen hết, màu đen hết. Con này có hai e căng, thứ nhất là một e căng lượt đây, e căng này này là e căng bên trong đấy, bác nhìn chưa, đây e căng này đấy, xong e căng ngoài đậy vào tiếp. Còn các bác không thích đậy bác để nguyên lại được, còn có e căng ngoài là đậy cả hai luôn.
Rồi, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Em đẩy ra xa chút cho bác nhìn cho nó tổng thể. Tóm lại là con này nó thiết kế màu đen hết nên là nhìn nó đen, nó rõ lắm. Chào bác.